Giáo sư họa sĩ Nguyễn Trung Tính qua đời. Họa sĩ Nguyễn Trung Tính tên thật là Nguyễn Văn Tính sinh năm 1932 tại Bến Tranh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Ông tốt nghiệp trường Mỹ nghệ Gia Định năm 1953, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn năm 1959. Họa sĩ Nguyễn Trung Tính là giáo sư trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định từ năm 1963 đến 1975. Theo thông tin từ Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lễ nhập quan diễn ra lúc 0 giờ. Lễ viếng tổ chức tại nhà, địa chỉ 257ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chỉ mới đến hầm họa sĩ Nguyễn Trung Tính cách đây một tháng, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi không ngờ ông lại ra đi sớm như vậy. Họa sĩ Nguyễn Trung Tính được mệnh danh là bậc thầy vẽ phấn tiên với khả năng làm chủ chất liệu và những bức vẽ cuốn hút cùng một bảng màu đa dạng vì sức khỏe yếu dân thầy đã ngưng vẽ hẳn từ một năm trước bức vẽ cuối cùng của ông là chân dung nhà thơ thiên di thầy tiếc rằng vì mắt đã mờ nên không vẽ được cái hồn trong đôi mắt nhân vật nữa nhà nghiên cứu mỹ thuật cũng thuật lại một khoảnh khắc cảm động trong buổi trò chuyện khi ông ngô kim khôi và họa sĩ uyên huy phạm thế trung đến thăm người thầy lớn tuổi nguyễn trung tính nói trong rưng rưng không có niềm hạnh phúc nào bằng đến với cuộc đời mà vẫn còn có học trò đến thăm các em nhớ đến thăm thầy thường xuyên vì thầy rất cô đơn